biến các mắt xích trong đường dây ma túy của mình thành người tình. Và những kẻ này dù luôn giáp mặt với nhau nhưng đều nghĩ mình là người tình duy nhất của bà trùm. Thủ đoạn buôn bán ma túy của bà trùm xinh đẹp này cực kỳ tinh vi. Việc triệt phá đường dây này cũng đã khiến lực lượng công an phải cực kỳ mưu trí. Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, được mọi người nhận xét là người con gái có vẻ đẹp hiền hòa với dáng người cao, dễ mến, lại khéo ăn nói, nên Yến chiếm được nhiều tình cảm của mọi người. Yến từng tham gia nhiều hoạt động phong trào ở nơi mình sinh sống. Cô gái trẻ mang trong mình hoài bão trở thành người mẫu nổi tiếng, nên đã dấn thân vào giới nghệ thuật. Thông qua đây, Yến làm quen được nhiều người nổi tiếng, giàu có địa vị trong xã hội. Cô gái trẻ đã dần dần bị cuốn vào con đường vui chơi ngày đêm của những người có tiền. Trong những cuộc vui đó, cô gái trẻ đã chìm dần vào ma túy đá, rồi trở thành con nghiện từ lúc nào không hay. Với một cô gái trẻ lại nghiện ma túy không có tiền, Yến nghĩ ra cách buôn hàng trắng kiếm lời để thỏa mãn nhu cầu. Từ đây, cô gái trẻ đã dần từng bước trở thành bà trùm, cầm đầu đường dây ma túy cực lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 6 năm 2015, Yến thuê ngôi nhà số 60, đường Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình để mở cửa hàng thời trang nữ và bán mỹ phẩm để che giấu đường dây của mình. Thậm chí nhiều lần, Kim Yến cùng mọi người đi làm từ thiện, phát quà tặng cho trẻ mồ côi khuyết tật. Trong ánh mắt của mọi người khi nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng Kim Yến là một người giàu có và luôn hướng về người nghèo khổ. Nhưng đằng sau là một bà trùm cầm đầu đường dây ma túy cực kỳ tinh vi. Với vẻ ngoài là vậy, nhưng Trần Kim Yến nghiện ma túy từ năm 2014. Thông qua bạn bè giới thiệu, Yến biết một người phụ nữ tên Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên Hải Lượng ở Nha Trang có sẵn đầu ra. Năm 2016, Yến lao vào kinh doanh hàng trắng. Trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp sỉ và lẻ các loại ma túy. Yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Yến mua ma túy đá từ Thúy với giá là 38 triệu đồng 100 gram. Sau đó Yến thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng 100 gram cho Lượng. Phi vụ đầu tiên chót lọt, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc với giá là 130.000 đồng một viên và 450 gram ma túy đá. Trần Kim Yến sử dụng nhan sắc xinh đẹp của mình để chiêu dụ nhiều thanh niên làm người tình, giúp sức Yến mua bán ma túy. Ngoài được vui vẻ với Yến, những thanh niên này còn được Yến lo cho nơi ăn trốn ở sang trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, phân phối ma túy sẽ luôn được ở bên cạnh Yến ăn sung mặc sướng. Trần Kim Yến luôn sử dụng 10 chiếc điện thoại với rất nhiều sim, thuê rất nhiều căn nhà để hoạt động tinh vi. Những nơi mà Yến thuê ở được giám sát bằng hệ thống camera các loại, ra vào bằng thẻ từ. Trong quá trình buôn bán ma túy, Yến không bao giờ xuất hiện để giao dịch mà để các người tình của mình thực hiện. Ngoài ra, băng nhóm của Yến thường sử dụng những xe gian đã thay đổi số khung, số sườn, biển số để di chuyển mua bán ma túy, tránh tai mắt của nhiều người. Băng nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng vũ khí quân dụng gây nguy hiểm cho xã hội. Vào tháng 7 năm 2016, đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xác lập chuyên án và thành lập ban chuyên án để đấu tranh. Ròng rã suốt một năm trời, các trinh sát theo dấu băng nhóm này với quyết tâm lôi ra ánh sáng kẻ cầm đầu. Đây là việc không hề dễ dàng. Một cán bộ tham gia ban chuyên án cho biết, một khi đã theo chuyên án thì việc trinh sát nằm bờ ngủ bụi khi nghi can nghỉ ngơi ở khách sạn là bình thường. Lần đó, trinh sát theo chân một đối tượng xuống Bình Dương. Nó thuê khách sạn ngủ. May là cạnh đó có công viên nên anh em có chỗ nằm để canh chừng. Khu vực này vắng, muỗi nhiều kinh khủng nên anh em phải chia nhau đi mua áo mưa trải ra đất. Mua nhang về xua nhưng vẫn bị muỗi đốt đỏ hết cả chân. Một điều tra viên tham gia ban chuyên án cho biết, trinh sát chạy xe bám suốt cả một ngày một đêm nhưng không thể vào khách sạn vì không biết nghi can ra lúc nào. Càng không thể làm việc với khách sạn vì sẽ bị lộ nên phải chịu cảnh ngủ công viên. Đến tháng 11 năm 2016, chuyên án rơi vào bế tắc vì đàn em của Yến bị bắt ngoài dự kiến. Cụ thể, một đàn em cũng là người tình của Yến mang ma túy đi bỏ lẻ tại một khách sạn
thì bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Lúc này Yến dừng mọi hoạt động, tìm cách cứu cánh đàn em. Các chân rết khác Yến cho về quê đi du lịch. Băng nhóm như biến mất, không còn dấu vết nào. Tư liệu thu thập đã đầy đủ, nhưng người đàn bà này khá khôn ngoan, không bao giờ trực tiếp mua bán nên các trinh sát phải chờ đợi. Chiều mùng 3 Tết Đinh Dậu, Nguyễn Phụng Huy, đàn em của Yến bị bắt khi đi giao hàng cho khách. Tuy nhiên, các trinh sát không thể vào căn biệt thự của Yến ở Phú Nhuận vì cổng vào sai thẻ từ. Mọi ngõ ngách đều gắn camera theo dõi nên tổ trinh sát phải ém quân canh chừng. Theo nguồn tin, Yến có tật sợ ma. Thời điểm Tết, người quản gia của Yến về quê. Yến ở nhà một mình nên chắc chắn sẽ mở cửa cho đồng bọn đến ở chung. Các trinh sát ém quân chờ đợi. Một điều tra viên trong ban chuyên án cho biết, đúng như dự đoán, vừa hết mùng 3 Tết, khi Yến vừa mở cửa cho một đàn em vào nhà, thì trinh sát ập luôn vào nhà khám xét, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một vali ma túy. Sau một thời gian dài tung lực lượng đeo bám, ngày 30 tháng 1 năm 2017, đội đặc nhiệm đã phá chuyên án bắt giữ 4 đối tượng. Tang vật thu giữ được từ chuyên án này là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp, ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Trong nhà Yến thời điểm đó có 300 triệu đồng tiền mặt. Yến phân công đàn em ra Bắc mua ma túy, cất giấu trong máy giặt, đồ chơi trẻ em, rồi áp tải về thành phố Hồ Chí Minh để phân phối. Cụ thể khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2017, Nguyễn Phụng Huy gặp Trần Kim Yến tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2 quận Tân Bình để nhận một gói ma túy đi giao cho khách mua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khi ma túy được vận chuyển trên đường Lê Văn Sĩ, phường 4 quận Phú Nhuận thì bị một tổ trinh sát kiểm tra bắt quả tang khoảng 300 gram ma túy tổng hợp. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 31 tháng 1 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ập vào khám xét khẩn cấp căn nhà của Trần Kim Yến trên đường Thích Quảng Đức, phường 5 quận Phú Nhuận và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Khi khám xét nhà Yến thì phát hiện Lâm Minh Trung cũng có mặt tại đây. Qua kiểm tra xe máy của Trung, công an phát hiện 12 bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng, dạng rắn. Trung khai đây là số ma túy mà Trung mua của Yến với giá là 2,5 triệu đồng, về phân thành 12 bịch với giá là 400.000 đồng một bịch. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt quả tang đối tượng Lâm Minh Trung. Tại cơ quan công an, Trần Kim Yến khai nhận các vật chứng công an thu giữ trong nhà của Yến đều là chất ma túy, heroin và ma túy tổng hợp mà Yến đã mua được của một đối tượng ở thành phố Hải Phòng. Yến khai, ngày 30 tháng 1 năm 2017, Yến đưa cho Huy 3 túi hàng đá để giao cho một người tại thành phố Nha Trang với giá là 90 triệu đồng và Huy được trả công là 20 triệu đồng. Sau khi bắt khẩn cấp Yến, Huy và Trung, đội đặc nhiệm lần theo manh mối mở rộng điều tra và bắt thêm Tô Văn Tuấn Thành, một người cũng thường xuyên đi giao ma túy cho khách hàng theo chỉ đạo của Yến. Ngoài ra, lực lượng công an cũng xác định ngoài 4 đối tượng quan trọng trong đường dây, còn nhiều chân rết cấp dưới cũng đang bị điều tra truy xét. Trong quá trình thực hiện chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Trần Nguyên Vũ, 34 tuổi, ngụ tại quận 10, là bạn trai của Yến, cũng tham gia đường dây này. Vũ cũng đã bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ do tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi Vũ bị bắt, Yến ngừng hoạt động và thay đổi chỗ ở qua nhiều chỗ khác, rồi tìm cách chạy án cho Vũ. Yến có nhờ và đã chuyển 500 triệu đồng cho hai đối tượng để chạy án. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác minh hai đối tượng nhận chạy án là Lê Thành Nguyên, 40 tuổi, lái xe taxi, ngụ tại quận 3 và Lê Quý Long, 58 tuổi, làm nghề xây dựng, ngụ tại quận 3. Sau khi điều tra đủ cơ sở phạm tội, lực lượng công an đã bàn giao hai đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về hành vi môi giới hối lộ. Liên quan đến vụ chạy án này, Yến khai nhận khoảng tháng 7 năm 2016, sau khi biết tin Trần Nguyên Vũ bị công an quận Bình Thạnh bắt, Yến thông báo cho Trần Thị Tố Quỳnh, em ruột của Vũ, và trao đổi với Quỳnh tìm người lo chạy cho Vũ thoát tội. Yến liên lạc với anh họ, tên là Lê Thành Nguyên, tìm người chạy án. Nguyên giới thiệu Lê Quý Long là người quen với Nguyên, đứng ra nhận lo giúp. Sau đó, Yến ra một quán cà phê đường Hoàng Sa gặp Long để nói chuyện. Tại quán cà phê, Long ra giá nếu chạy cho Vũ được hưởng án treo thì phải đưa cho Long là 1 tỷ đồng. Và Long yêu cầu đưa trước 350 triệu đồng. Yến đồng ý,
và về nhà lấy tiền đưa cho Nguyên để Nguyên đưa cho Long. Đến tháng 8 năm 2016, theo yêu cầu của Long, Yến đã đưa thêm 200 triệu đồng để lo cho Vũ. Sau đó chờ không thấy tin tức của Vũ nên Yến hỏi thì Long trả lời chỉ lo được cho Vũ, nếu bị xét xử thì mức án là 2 năm tù. Do đang bị tạm giam nên Vũ chỉ cần thụ án thêm mấy tháng nữa sẽ được trở về. Ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các đối tượng trong đường dây ma túy do hot girl Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Tại phiên tòa, bị cáo Yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, tỏ ra ngờ nghệch, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Trước phiên tòa, bị cáo Trần Kim Yến có đơn xin giám định tâm thần. Trong đơn yêu cầu, bị cáo này cho rằng do gia đình bên nội có truyền thống bệnh này. Theo hội đồng xét xử, yêu cầu trên là không có căn cứ để chấp nhận. Theo các bác sĩ tại trại giam Chí Hòa, thì sức khỏe bị cáo Yến ổn định, đủ điều kiện tham dự phiên tòa. Trong quá trình tạm giam, bị cáo Yến không bị bất cứ căn bệnh nào. Theo tài liệu điều tra, Yến được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng sớm trượt dài vào thói ăn chơi đua đòi. Ả lập đứng dây buôn bán cái chết trắng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Dưới vỏ bọc là chủ chuỗi shop thời trang, năm 2016, Yến bắt tay với người đàn bà tên Thúy ở Hải Phòng. Đầu mối có nguồn hàng rất lớn và người đàn ông tên là Hải Lượng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phụ trách khâu tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ các loại ma túy từ Nam ra Bắc. Thị mua ma túy đá từ Thúy với giá là 38 triệu đồng 100 gram, thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán cho Lượng với giá là 45 triệu đồng 100 gram. Huy, Thành và Trung giúp Yến giao nhận hàng. Đường dây ma túy của Yến hoạt động rất kín kẽ, tinh vi. Người đẹp này lấy căn biệt thự đang ở tại quận Phú Nhuận làm trung tâm, điều phối hoạt động, gây không ít khó khăn cho công tác phá án. Nhiều đầu mối phân phối ma túy trong đường dây được bà trùm dùng mỹ nhân kế và tiền bạc để tạo lòng trung thành. Mỗi khi một đối tượng bị lộ hay một tên bị bắt đều không khai ra người tình trẻ. Chiều mùng 3 Tết Đinh Dậu năm 2017, sau khi bắt quả tang Huy đang đi giao độc dược, chuyên án nhận được lệnh cất vó. Tại căn biệt thự của Yến ở quận Phú Nhuận, cổng vào sai thẻ từ, các ngõ ngách đều gắn camera theo dõi nên tổ trinh sát phải ém quân chờ đợi. Đêm đó, khi Yến vừa mở cửa cho một đàn em vào nhà, các trinh sát ập vào vô khám xét, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một vali chứa ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26.000 viên thuốc lắc, hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Trước khi bị bắt, Yến chung sống với Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, ngụ tại quận 10. Tháng 6 năm 2016, Vũ bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Yến tạm ngưng mọi hoạt động của đường dây và tìm cách chạy án cho người tình. À bàn với Nguyên nhờ tìm người lo lót cho Vũ được tại ngoại. Nguyên bắt mối với Long, được Long hét giá 1 tỷ đồng. Yến đồng ý. Tuy nhiên, do Long nổ về việc lo lót nên gã phải hoãn binh, bằng kế chỉ chạy được án treo hoặc 2 năm tù với giá là 550 triệu đồng. Nguyên chuyển tiền cho Long, có viết giấy biên nhận. Long trả Nguyên 50 triệu đồng tiền cò. Nhận tiền xong, Long tiêu xài hết. Một thời gian sau khi Vũ vào tù, Yến hoạt động trở lại. Không ít chân rết trong đường dây này là người tình mới của ả thế chỗ Vũ. Mối nào Yến cũng hết lòng chiều chuộng, vung tiền bao người thân của tình nhân cũng như đàn em đi du lịch trong lẫn ngoài nước. Chỉ khi mặt nạ của người đẹp bị lột ra, các nhân tình của Yến mới ngỡ ngàng nhận ra ả là vợ chung và chúng chỉ là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ả. Khi bị bắt, chính Yến khai ra Long và Nguyên trong vụ chạy án không thành. Tại các phiên tòa xét xử, dù Yến cố tình giở chiêu giả ngây ngô, không trả lời các câu hỏi, nhưng sau 3 ngày xét xử công khai, trước các chứng cứ có trong vụ án và lời khai của các đồng phạm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Yến quá nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, nên đã tuyên phạt mức án tử hình. Các đàn em của Yến cũng bị tuyên án mức nghiêm khắc. Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ tại quận 3, cầm đầu tử hình về tội danh mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, Yến phải lãnh án tử hình. Các bị cáo Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1992, ngụ tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 14 năm tù giam.
Lâm Minh Trung, sinh năm 1981, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù. Tô Văn Tuấn Thành, sinh năm 1983, ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lê Thành Nguyên, sinh năm 1977, ngụ tại quận 3, 5 năm tù về tội môi giới hối lộ. Lê Quý Long, sinh năm 1959, ngụ tại quận 3, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.